Bữa cơm tối này bầu không khí có một chút quỷ dị. Những người khác sau khi ăn cơm xong đều tìm các loại lý do đi trước. Bên cạnh bàn ăn chỉ còn dư lại Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt xuống cơm, lau miếng, đứng lên. Ta ăn được rồi, đi về trước. Nàng nhanh muốn đi, Đường Vũ Lân lúc này lại đột nhiên kéo tay của nàng lại. Ngươi liền không muốn biết ta là đi tiến hành nhiệm vụ gì sao? Cổ Nguyệt không có dãy rùa, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như ngươi đồng ý nói, ngươi cũng nói cho ta rồi. Nếu như ngươi không muốn nói, ta hỏi nhiều lại có ý nghĩa gì? Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi một chút rồi nói, Cổ Nguyệt, ta không thích ngươi loại này lãnh đạm dáng vẻ. Cổ Nguyệt đem tay của chính mình giật trở về. Ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nói xong nàng xoay người hướng về phòng ăn ở bên ngoài bước nhanh tới. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân lúc này chợt đứng lên, hướng về bóng lưng của nàng kêu lên. Cổ Nguyệt sững bước lại nhưng không quay đầu trở lại, chỉ là thản nhiên nói, còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân hít sâu một cái rồi nói, ta hy vọng rằng nghe được không phải là các ngươi chờ ta trở lại, mà là ngươi chờ ta trở lại. Cổ Nguyệt cơ thể hơi cứng đờ, nhiều chương không có xoay người trở lại, chỉ là giơ tay lên hướng về Đường Vũ Lân giơ giơ, sau đó liền bước nhanh ra bên ngoài. Đứng ở nơi đó, Đường Vũ Lân bóng người có vẻ hơi điều tiếu, mắt chân mày hơi nhíu lại. Không, không đúng, cái cảm giác này là không đúng. Thi đấu ở trên đài, thời khắc cuối cùng ta kéo tay của nàng khi đó, ta có thể cảm nhận được trái tim của nàng. Nhưng mà tại sao nàng lại thay đổi? Tại sao? Hắn không nhìn thấy, ở trên khuôn mặt của nàng lúc này đã sớm có một giọt nước mắt rơi xuống. Hay là cùng với ta tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Không nhìn thấy hắn, chỉ cần biết hắn an bình, trái tim của chính mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô Nguyệt ánh mắt một lần nữa trở lên kiên định lên, lau khổ nước mắt ở trên mặt, bước nhanh hướng về khách sạn gian phòng đi đến. Thời khắc này, bọn họ bất kể là người vẫn là tâm, giống như cũng đã từng bước rời xa. Nhưng mà, người tách ra dễ sáng, tâm tách ra thật sự dễ dàng sao? Đến với Tinh La Thành, đường môn tổng bộ, Đường Vũ Lân ăn mặc bạch cấp đấu giả hóa trang, bình tĩnh đứng ở đấu hồn đường trong đại sảnh. Hôm nay đã là nhiệm vụ đưa tin thời gian. Mấy ngày trước, sư lãnh các học viện mọi người đã tùy tùng sứ đoàn đi tới trạm tiếp theo kế tục du lịch. Dựa theo thái lão sắp xếp, sư lãnh các mọi người sau khi sẽ thoát ly ra sứ đoàn, ở Tinh La đại lục khắp nơi đi một chút, tăng cường tường trái, đồng thời cũng hiểu rõ Tinh La đế quốc phòng thủ. Hắn làm sao thường không muốn cùng với các bạn bè bơi trùng lịch đại lục đây, nhưng mà nàng. Đường Vũ Lân ở trong lòng thầm than một tiếng, hay là bởi vì mọi người tuổi đều quá nhỏ đi, mới không cách nào chân chính nhìn rõ ràng mình muốn chính là cái gì, cũng không cách nào nhìn rõ ràng đối phương nội tâm, cho tuổi tác lớn một điểm, rồi sẽ tính sau. Tạm thời tách ra không hẳn là chuyện xấu, cảm giác của chính mình sẽ không sai. Thần Long biến thời điểm là bọn họ tâm tình ở gần nhất thời điểm, khi đó nàng tâm tình là không cách nào che xấu. Vậy thì chờ sau khi trở về rồi nói sau đi. Đường Vũ Lân ở trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái có liên quan với sư lấy các học viện truyền thuyết, lời khóe miệng không khỏi thoát ra một tia nhạt mỉm cười. Bạch Tam, chính vào lúc này, một âm thanh đem Đường Vũ Lân từ lỗi lòng bên trong tỉnh lại. Chào ngay, Đường Vũ Lân cảm vội vàng hành lễ, người tới chính là Hắc Nhất. Hắc Nhất phương hướng khẽ hắn gật đầu. Người đánh số, liền vẫn là Bạch Tam đi. Lần hành động này, 30 người, trải qua chọn lựa cũng công lao mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này. Hy vọng ở nhiệm vụ lần này ở bên trong, các người có thể có thu hoạch. Vâng, lúc này người còn chưa tới. Hắc Nhất lúc này hiển nhiên ở đặc thù chăm sóc hắn. Chờ một chút ta giới thiệu về nhiệm vụ thời điểm, ngươi phải cẩn thận nhé, ngươi đến từ chính đấu la đại lục, đối với chúng ta bên này khả năng không phải hiểu rất rõ. Đường Vũ Lân ở trong lòng cả kinh, thân phận của chính mình càng như vậy đã biết rồi hay sao? Hắc Nhất khẽ mỉm cười sẽ nói, tiểu tử lớn nhưng liền người lộ tình đều không rõ sáng, ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia lần hành động lần này hay sao? Một lần đánh bậy đánh bạ có thể, lần thứ hai liền không thể đâu, ngươi à buôn bán vật phẩm thời điểm. Thân phận của người liền rất rõ ràng, chúng ta đã tiến hành xác định, xác nhận rằng thân phận của người, bất quá người yên tâm đi, đường môn không phải phần địa vực, vô luận là ở đâu bên trong chỉ là cần là đệ tử đường môn, liền đều là xứng đối sáng bình đẳng. Cảm tạ ngay, Đường Vũ Lân vội vàng cung kính hành lễ, Hắc Nhất lúc này khoát tay áo một cái, xoay người đi tới phía trước đi tới. Thời gian không lâu, người đã tới đủ, bởi vì ở trên mặt mọi người đều mang theo mặt nạ, bởi như vậy chỉ có thể từ vóc người bên trên đơn giản nhận biết ra nam nữ. Nam tính khoảng chừng chiếm vượt quá là 2/3, nữ tính số lượng tương đối ít. Hắc Nhất khoát tay, một tấm nhàn nhạt màu trắng vầng sáng bao phủ đấu hồn đường phòng khách. Được rồi, người đến đông đủ, chúng ta lập tức tuyên bố lần này nhiệm vụ tình huống. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua hết thảy bạch cấp cường giả, mọi người không tự chủ được đều đứng thẳng người lên. Hắc Nhất trầm giọng nói,
có liên quan với Long Cốc truyền thuyết. Tường tin rằng trong các người rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng cũng không có khả năng lắm biết ở trong tình huống. Ở đây ta đầu tiên phải nhắc nhở các người, chính là bất luận nhiệm vụ lần này bên trong các người nhìn thấy cái gì, ở trong đó được cái gì, đều quyết không được cho phép đối ngoại tiết lộ. Nếu không thì nhẹ nhàng thì cướp đoạt xa tất cả thu hoạch, lặng thì trục xuất xa tông môn. Nghe hắn thanh âm nghiêng nghi, nội tâm lúc này bạch cấp đấu xa môn đều ở trong lòng không khỏi căng thẳng. Đường Vũ Lân lập tức nhớ tới Vũ Lao Sư đối với lời nhắc của chính mình, xem ra đúng là không thể kinh thường. Hắc Nhất lại nói, phía dưới ta đều giới thiệu sơ lược một thoáng có quan hệ với Long Cốc tình huống, cùng với các ngươi nhiệm vụ lần này tình huống. Lần nhiệm vụ lần này tên làm là sinh tồn nhiệm vụ, nói một cách khác các ngươi cần ở Long Cốc bên trong sinh tồn đầy đủ thời gian mới xem như là nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng chính là các ngươi từ Long Cốc bên trong thu hoạch. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi, ở Long Cốc dừng lại thời gian dài, có thể tu đường chỗ tuân cũng lại là càng lớn. Nếu như thời gian quá ngắn, nhiệm vụ cũng không có trừng phạt, nhưng các ngươi liền bỏ qua cả đời duy nhất một lần nữa ở trong Long Cốc bên trong thu được thu hoạch cơ hội. Hắc Nhất nghe có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng mà Đường Vũ Lân như trước có thể rõ ràng cảm giác bên cạnh chính mình cái khác bạch cấp đấu xa đang nghe hắn lời nói này. Sau khi đó tâm tình rõ ràng đều có một chút hứng phấn, xem ra lần này Long Cốc đúng là địa phương tốt rồi. Các ngươi cần thiết phải chú ý một điểm là ở Long Cốc, ở trong hành động lần này các ngươi võ hồn đều sẽ phải chịu lời đó phát tác ra ảnh hưởng, tạm thời bị phong ấn, trừ phi các ngươi tu vi đột phá năm hoàn trở lên võ hồn mới có thể một lần nữa ứng dụng. Nhưng mà những dạng này vừa đến, các ngươi cũng sẽ bị phát tác ra trực tiếp truyền tống ra Long Cốc. Cái này cũng là tại sao Long Cốc chỉ có thể là bạch cấp đấu giả mà lại tu vi không vượt quá năm hoàn mới có thể đi vào trong trọng yếu nguyên nhân. Còn Long Cốc ở bên trong cụ thể là cái gì, có thể thu được cái gì, ở đây ta bất tiện nhiều lời. Đây là đường môn quý cũ, có thể lớn bao nhiêu tù hoạch xem chính các người lỗ lường cùng với vận khí đi. Ta có thể nhắc nhở các người một câu, chính là ở bên trong bảo vệ chính mình dừng lại thời gian liền có vô hạn khả năng. Một khi các người chịu đựng được công kích đạt đến một loại nào đó hạn mức tối đa, như vậy các người sẽ là tự bị truyền tống ra khỏi Long Cốc. Chờ một chút, ta hội phát xà cho mỗi người các người một viên Long Châu. Long Châu thiếp thân đeo đó có thể dùng lực lượng tinh thần liên tiếp, một khi cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, lấy lực lượng tinh thần kích thích xà Long Châu sẽ bị truyền tống xà Long Cốc. Khi mà sinh mệnh của các người có thể chính suy nhược tới trình độ nhất định, Long Châu cũng sẽ chủ động đẹp bọn người truyền tống đi ra. Liền những thứ này xuất phát, vừa nói Hắc Nhất vùng thẻ lên, trước tiên đi ra bên ngoài. Hắc Nhất giới thiệu đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỉ có một cái, ba cái nào cũng là được khái liếm, hắn chỉ có biết một chút, vậy thì lần hành động lần này không có nguy hiểm gì cả. Mà từ Long Cốc Hải Chư có thể nhận biết, đây cùng với Long có quan hệ, mà huyết mạch của chính mình chính là Kim Long Vương. Như vậy dù sao chính mình hẳn là có nhất định yếu thế. Đối với Long Cốc, trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ, nguyên bản đáy lòng một ít phiền muộn đều tạm thời bỏ đi, hết thảy đều chờ hoàn thành lần này Long Cốc nhiệm vụ rồi nói sau. Đường Vũ Lân tùy tùng lúc này. Những người khác cũng đi ra đấu hồn đường. Rất nhanh, bọn họ sắp xếp lên trên một chiếc hồn đạo xe buýt. Tất cả mọi người đều ở trên chiếc xe này đi trên. Ở trên xe, bắt đầu chia phát ra Long Châu cùng một đánh số. Lại như trước, Hắc Nhất nói như vậy, Hắc hắn vẫn là bắt được bạch ba đánh số. Hồn đạo xe buýt có thể chứa đựng ra 50 người. Bọn họ 30 người tọa ở gương mặt, dựa theo Hắc Nhất đánh xếp. Mỗi hai người vị trí liên kết mỗi một ngồi cùng một chỗ. Đường Phố Lân làm tới gần thành hành lang, ở bên trong có một tên vóc người kiểu là tiểu bạch cấp đấu giá. Từ vóc người trên nhìn có thể nhìn xa, là một tên nữ tính bạch cấp đấu giá, đánh số là 7 bạch. Được rồi, Long Châu cũng đánh số cũng đã phân phát xong xuôi, trên đường đi không cho phép giao lưu, ngồi ở các người ở bên cạnh, chính là các người đồng bán, các người tiến vào trong Long Cốc sau khi đó, đều là lấy hai người làm đơn vị, phối hợp lẫn nhau phối hợp. Đường Phố Lân sửng sốt một chút, đồng bán, nhiệm vụ lần này không phải đơn độc hành động hay sao? Đường Vũ Lân theo bản năng liếc mắt nhìn bên người Bạch Bảy. Bạch Bảy cũng đang xem hướng về phía hắn, không thể không nói, đấu giả mặt lạ tác dụng phi thường mạnh mẽ, liền ngay cả song vương ánh mắt đều có thể che đậy, âm thanh cũng sẽ phải chịu mặt nạ ảnh hưởng sinh ra một ít thay đổi. Cái khác, bạch cấp đấu giả môn cũng ở trên căn bản chính là xem nhìn đối phương. Đấu giả lẫn nhau ở trong lúc đó thân phận là phi thường bảo mật, chính là vì bọn họ bảo đảm sáng ở sinh hoạt hàng ngày ở bên trong không hội bị quấy rầy. Đặc biệt là chấp hành một chút nhiệm vụ trọng yếu sau khi đó sẽ không bị phe địch trả thù. Vì lẽ đó dù cho là người của mình cũng không sẽ bị tiết lộ lẫn nhau thân phận. Đường Phu Lân hướng về Bạch Bảy gật gật đầu, Bạch Bảy cũng hướng về phía hắn gật gật đầu một cái, xem như là hỏi thăm quá. Tiếp đó chính là dài dằng dặc đường xe.
Hồn đạo xe biên rất nhanh mở lên trên cao lỗ, toàn khởi động. Dòng xã mở ra một ngày thời gian, mơ hồ ở bên trong Đường Vũ Lân cảm giác được đã tiến vào trong vùng núi. Màn đêm buông xuống, hồn đạo xe biết nhiều trước đang chạy như bay ở bên trong, không có ai sẽ hỏi còn lâu bao lâu đến. Một quãng thời gian sẽ thả ra một ít đồ ăn cho đại mọi người ăn. Đường Vũ Lân thống khổ như một cái, bởi vì ăn không đủ no. Ăn không đủ no tình huống như thế này đối với hắn mà nói, trực tiếp sẽ dẫn đến huyết thống suy yếu. Hắn tự thân huyết thống cần năng lượng rất nhiều, lúc này đã sớm đói bụng đến phải là bụng sán vào lưng. Sớm biết vậy, lên ở trước tới tham gia nhiệm vụ lúc trước một chút đồ ăn, cái này giáo huấn chính mình nhất định phải nhớ đến, chờ sau đó thứ tham gia lỡ hành động thời điểm đó, mua trước một ít đồ ăn rồi lại nói. Lướt một hôm nước miếng, thật là hoài niệm mục giã lão sường mỹ thực. Mục giã khi biết hắn muốn tham gia được một nhiệm vụ thời điểm đó, rất là xem thường, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là nói cho hắn biết phải chăm chỉ tu luyện, đồng thời lại truyền thụ cho hắn một ít pháp môn luyện chế liền chính mình đi rồi. Còn có người nói rằng là phát hiện ra rằng cái gì cho tới tinh la đều ở bên trên mới có đặc hiệu mỏ quang. Muốn đi nghiên cứu một chút, lấy tăng thêm một bước hắn cấp thần giáp máy. Cấp thần giáp máy còn có thể tăng lên cái vấn đề này, Đường Vũ Lân không có hỏi, bởi vì hắn khoảng cách đến thế giới bên kia còn quá xa xôi. Coi như là hỏi, Phạng Trừng cũng lý giải không được. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, chính mình muốn mau nhanh nhau lắm chặt tới luyện tập rèn đúc, đã rất lâu đã không có rèn đúc qua. Hắn còn có một chút hỏa liệu cho Nguyên Lân Dạ Huy đổi kia búa lớn, từ khi thi đấu có ích quan sau đó. Nguyên Lân Dạ Huy đối với đôi búa kia phi thường hài lòng, thậm chí quyết định sau đó chính mình đấu khải vũ khí liền lấy đôi búa kia làm mô hình.